Anh nhìn gì đấy? Em này, xe ô tô nhà ai đấy? Nhìn lạ thế. À, xe của con gái nhà ông Lâm đấy anh. Con Huyền á? Vâng. Nó làm gì mà giàu thế nhở? Thì em có biết đâu, nghe người ta bảo nó làm công ty gì ở trên thành phố ấy. Mà sao vậy anh? À không sao đâu, thôi đi về đi. Anh, vào nhà ăn cơm đi anh. Thôi, em ăn cơm trước đi, lát anh ăn sau. Sao thế? Hôm nay lại không muốn ăn. Lạ thật đấy. Anh bảo lát anh ăn sau, chứ có không muốn ăn đâu. Mà em thử nhìn xem, nhà người ta có ô tô đi, anh cũng muốn mua. Anh hay thật đấy. Mình làm ruộng có được bao nhiêu đâu. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, mình đủ ăn là may lắm rồi. Mà chẳng hiểu sao, làm bao nhiêu năm trời chẳng thấy tiền đâu cả. Mà thôi, em ăn cơm đi, anh đi ra ngoài một lúc. Đến giờ ăn rồi, anh lại đi đâu? Em nói nhiều thế nhờ, anh đi lúc rồi về. Anh Đạt, anh đi đâu đấy? Huyền đấy à? Anh đi loanh quanh thôi mà. Thế ra kia mở cốc nước được không? Được, nhưng để anh mời. Ai lại để em mời bao giờ? Thì cứ đi đi đã. Đi. Em ở về quê chơi đấy à? Em về có một tuần thôi, nên tranh thủ. Mà anh đã có vợ chưa? Chẳng giấu gì em, anh lấy vợ được 2 năm rồi. Vậy à? Tiếc nhở? Tiếc gì cơ? Thì anh còn trẻ đã có vợ rồi. Chẳng bù cho em, đến giờ vẫn chưa có ai. Chắc em kén chọn chứ gì? Em có kén chọn gì đâu. Mà Huyền này, giờ em làm gì đấy mà anh thấy có cả ô tô để đi? Giờ em làm thư ký cho công ty Vivu ở trên thành phố. Công ty Vivu à? Em giỏi thật đấy. Em có giỏi gì đâu ạ. Chả không à, thân con gái một mình như thế là giỏi rồi. Em thấy bình thường mà. Thế anh có cháu nào chưa? Anh chưa. Vợ anh còn đang muốn kế hoạch cơ. Kế hoạch gì? Anh còn trẻ thế này thì phải có một đứa con chứ. Em muốn còn không được đây này. Thì em cứ lấy chồng đi, kiểu gì chẳng có. Anh cứ trêu em, em còn đang ế đây này. Anh trêu gì đâu. Mà này, hay làm vợ hai của anh đi. Vợ hai là vợ hai thế nào? Cho là vợ cả thì còn được. Em cứ trêu anh. Thôi, em đùa đấy. Có vợ rồi còn ngại. Anh có ngại gì đâu. Mà thôi cũng muộn rồi, mình về đi. Dạ vâng ạ. Đi đâu mà bây giờ anh mới về? Đi đâu hỏi làm gì? Vừa rồi bảo đi loanh quanh rồi cơ mà. Em chỉ hỏi có vậy thôi, sao anh lại cáu em? Mà này, sao dạo này cô lắm mồm thế nhở? Em vẫn thế, chưa có gì đâu mà anh lại bảo em lắm mồm. Chả không à? Bảo chửa không chửa, hay
cô muốn đi với thằng khác. Anh thật quá đáng. Bây giờ mà chửa thì lấy gì mà nuôi? Kinh tế là việc của tôi. Cô cứ chửa đi, sao tôi nuôi được không? Em không chửa. Khi nào kinh tế vững chắc thì em mới chửa. Cô không chửa đúng không? Được rồi, ly hôn đi. Anh thật là quá đáng. Anh chỉ nghĩ cho anh thôi. Có bao giờ anh nghĩ cho em không? Không nghĩ cho cô. Cô thử nhìn lại bản thân mình đi, xem cô có cái gì. Người ta thì vất vả đi làm, còn cô thì sao? Chỉ việc ở nhà cơm nước cho chồng, bảo chửa cũng không chửa. Anh nhìn lại xem, nhà mình như thế này, kinh tế thì chưa có, bây giờ thêm một đứa con nữa thì liệu có nuôi được không? Tôi hiểu rồi. Hóa ra tất cả cũng chỉ vì tiền. Còn nữa, cô sợ vất vả chứ gì? Ý em không phải là như thế. Thế ý cô là gì? Tôi nói rồi, cô không chửa ấy, viết đơn đi. Tôi đi đâu? Là việc của tôi, không liên quan đến mặt cô. Anh định bỏ em để theo con bé kia chứ gì? Thì sao? Người ta đồng ý đẻ cho tôi một đứa con, còn cô thì sao? Sinh con chỉ là một cái cớ để anh bỏ anh theo cô ta chứ gì? Phải thì sao? Người ta làm được những điều mà cô còn không làm được đấy. Cô nhìn lại bản thân cô đi, và cô nhìn người ta xem. Cái gì? Bây giờ anh định chê tôi á? Anh bị cái con hồ ly tinh kia làm mờ mắt anh rồi. Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Người ta lo được cho tôi, người ta chịu thiệt vì là người đến sau. Người ta chấp nhận sinh con cho tôi, còn cô thì sao? Hả? Anh, tôi làm sao? Đơn tôi viết rồi, cô ký rồi gửi đến tòa đi. Được, nếu anh đã bạc tình với tôi như thế thì anh cứ đi, sau này đừng có hối hận và quay về. Là cô nói đấy nhá. Mình đi thôi em. Thế còn vợ anh? Em kệ cô ta đi, quan tâm làm gì. Vâng. Đi. Rồi hai người sẽ phải trả giá cho những gì mà hai người đã làm. Con, mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ cố gắng, cố gắng bù đắp cho con, để sau này con không phải vất vả như mẹ. Ai đây? Lại là hai người. Phải, là tôi đây. Không ngờ sau bao năm không gặp, nhìn cô cũng ra gì đấy. Tôi có ra gì hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Mà hai người tránh ra, tôi còn có việc quan trọng. Đi đâu? Dù cô có ăn mặc đẹp đến đâu ấy thì cũng không giấu được cái vẻ quê mùa của cô đâu. Tôi quê mùa, nhưng tôi còn có phẩm chất, chứ không như cô, vừa cướp chồng cướp bố của người khác. Cô, anh định bênh cô ta à? Anh không bênh, nhưng mà em từ từ đã. Cô vừa nói cướp bố là sao? Chẳng sao cả, chắc là anh nghe nhầm rồi.
Em có con rồi sao? Tôi có hay không có thì cũng chẳng liên quan gì tới anh nữa. Mà anh bảo anh theo cô ta, cô ta lo cho anh và xin con cho anh mà. Bọn tôi về quê chơi thì làm sao? Việc có con hay không, mắc mớ thì đến cô. Vậy sao? Tôi nói cho cô biết, giờ anh Đạt là trưởng phòng kinh doanh, còn tôi là thư ký của giám đốc công ty Vivu. Cái gì? Xin lỗi, cô có thể nói lại được không? Công ty Vivu á? Cô bị điếc à? Thư ký của giám đốc công ty Vivu, cô nghe rõ chưa? Tôi không ngờ tôi lại có một người nhân viên vừa đạo đức vừa nhân phẩm kém như vậy. Nhân viên á? Cô bị điên à? Cái loại như cô mà là sếp của tôi á, cô tu chín kiếp đi. Vậy thì tôi xin tự giới thiệu với cô, tôi là chủ tịch mới của công ty Vivu. Anh nghe cô ta nói gì không? Cô ta bảo cô ta là chủ tịch công ty mình đấy. Cô ta không đùa đâu em ạ. Công ty mình mới có chủ tịch mới đấy. Em biết, nhưng không bao giờ là cô ta. Cái loại cô ta mà là chủ tịch ấy thì em làm tổng thống rồi. Anh thấy có chủ tịch nào mà đi bộ không? Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ cô và anh ta nên cẩn thận cái mồm. Đến lúc vừa mất việc lại mất tất cả đấy. Còn danh, tao thách mày đấy. Mày mà làm được ấy, tao quỳ xuống xin lỗi mày. Là cô nói đấy nhá. Alo, tôi nghe nói công ty mình có một cô thư ký tên là Huyền đúng không? À, thì ra là cô thư ký của cậu à? Vậy tôi muốn cậu ngay ngày mai đuổi việc cô ta ngay. Vì sao á? Vì tôi không muốn công ty tôi lại có một cô nhân viên nhân phẩm kém, đạo đức không có. Cậu cứ làm đi, tôi nói sao thì làm vậy. Mày diễn cũng sâu đấy. Diễn hay không diễn thì cô cứ chờ đi rồi biết. Alo, em nghe thưa giám đốc. Sao có thể vậy được ạ? Em làm gì sai à? Alo. Hóa ra cô là chủ tịch mới của công ty Vivu chứ gì? Sao? Lúc nãy cô bảo cô làm gì thì cô làm đi chứ. Thôi, cô đứng lên đi, không tôi lại tổn thọ. Loại người như cô tôi cũng không còn chấp nữa. Chị cho em xin lỗi ạ. Xin lỗi á? Sao cái lúc cô cướp chồng và cướp bố của con tôi, cô xin lỗi đi. Thảo, anh sai rồi. Anh xin lỗi. Em về với anh nhá. Mình cùng làm lại được không em? Tại sao cái lúc đó anh không nghĩ đến ngày hôm nay đi? Mà em nói, em có con là sao? Cái ngày anh đi là tôi định báo tin về cái thai. Nhưng thật là trùng hợp, đó chính là cái ngày anh bạc tình với tôi để theo cô ta. Thật sao? Là con trai hay con gái với em? Trai hay gái thì đâu liên quan gì tới anh. Em đừng nói như vậy chứ. Anh xin lỗi. Em cho anh gặp con nhá. Không. Và không bao giờ tôi để anh gặp con. Vì tôi không muốn con phải nhận một người bố khốn nạn như anh. Anh sai rồi.
Anh xin lỗi. Em cho anh một cơ hội được không em? Chỉ là cô ta dụ dỗ anh thôi mà. Dụ dỗ anh? Một người không có bản lĩnh như anh thì tôi cần làm gì? Và con tôi càng không cần. Sao em ác với anh thế? Ác ư? Những chuyện này chưa là gì cả. Tôi sẽ cho anh biết, anh phũ với tôi 1 thì tôi sẽ phũ với anh 10. Chị im mồm. Ở đây chưa đến lượt cô lên tiếng. Mà tôi nói cho cô biết, cô cướp chồng của người khác thì tôi không nói. Nhưng cô cướp bố của con tôi thì tôi sẽ không để yên đâu. Chị, tại em không biết ạ. Không biết là có thể làm sao? Tôi nói cho cô biết, cô là loại người khốn nạn nhất mà tôi từng gặp. Rồi tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho những gì cô đã làm. Còn anh nữa, một người đàn ông không có chính kiến như anh, chỉ biết đòi hỏi ở một người phụ nữ trong lúc khó khăn nhất. Hả? Anh xin lỗi. Em đừng có như vậy mà. Anh xin em, hãy cho anh gặp con đi, dù một lần thôi cũng được. Anh nằm mơ à? Tôi nói cho anh biết, sống là phải biết trước biết sau. Anh bỏ tôi lúc khó khăn nhất, bây giờ anh về anh nói câu xin lỗi là xong à? Vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ với nhau. Dù có vất vả khó khăn như thế nào, cũng phải cùng nhau chịu đựng. Chứ đừng vì bản thân, vì cái trước mắt mà bỏ vợ bỏ con không suy nghĩ gì. Lúc trước con tôi khổ như thế nào thì bây giờ tôi phải bắt hai người phải trả gấp trăm, gấp ngàn lần. Hai người cứ chờ đấy. Thôi, tôi phải về với con. Hai người cứ ở lại mà nhận cái hậu quả của hai người làm đi.